Biết tên chú không? Thì biết biết tên chú không? Thì gọi đi. Xíu ơi. Xíu ơi. Có mẹ đâu. Thì vạch vạch cái bạt lên cho mà thấy không? Không có. Rồi. Đâu 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 vạch vạch lên em con. Ô, cái này đằng đấy em thấy đóng mà sao giờ mở này? Không rõ ràng là em vừa thấy đằng nãy nãy lúc em vô là cái này đóng này. Có này. Em có ở gần đây không? Không, đây rồi. Không, đằng nãy em thấy rõ ràng à đây đây. Đi rồi, đi rồi. Không có đây hả? Có xe đẹp. Đâu 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 đâu. Ông về là có xe đạp. Không, xe đạp để ngoài kia. Đôi dép nè. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đi qua một cái rừng cây các bạn. Trong khi đó thì khi đi ngang qua đây thì mình nhìn thấy bên trong này có một cái chòi. Theo như mình nhìn thấy thì hình như là trong này là có người đang sinh sống cũng như là ở trong này. Cho nên mình mới vô đây để tìm hiểu và chia sẻ về cái người đang sống ở trong này cho mọi người cùng biết. Theo như mình nhìn thấy thì chỗ này khá là hoang vắng, mà trong khi đó thì có một cái chòi, mà nhìn thấy cái cách sống cũng như ăn ở trong này thì khá là lập dĩ, cũng như nhìn có vẻ hơi có cái gì đấy nó hơi khiến cho mình không được cảm thấy an tâm. Nhưng mà mình cũng muốn ghé để tiếp cận cái người đang sống ở trong cái căn chòi này để chia sẻ cho mọi người cùng biết. Không biết là giờ này có nhà không. Chú ơi, có ai ở nhà không? Chú ơi, biết là giờ có nhà không hay đi đâu mất rồi. Mình thấy hình như thấy nằm im ở trong này mà không biết là có nhà hay không hay là đi đâu rồi. Chờ mặt xúc thì mình sẽ xem có ai trong nhà không. Mình nổi hết da gà này. Tại trong này mình đi vào có một mình thôi các bạn. Ông mới sống ở đây lâu chưa anh? Có mình nhìn mà sống lâu rồi. Mà ở ké người ta hả? Nãy em vào một mình em sợ cho nên em phải ra em nhờ anh dẫn vô chứ không. Ở đây là lạ không ai dám vô. Chắc luôn. Ở vòng này mã không hả? Mùa mã không hả? Trong cái đám cây này hả? Anh đi thẳng là mã không còn đâu. Em thấy ở trong cái võng hình như giống có người nằm ấy. Hả? Hay ông đi vắng rồi? Vắng rồi, ai đâu. Hey, chỗ cái võng này này. Võng bên đây này. Bên đây bên đây. Đây đây đây. Đâu rồi? Nãy em thấy giống trên cái võng nằm có người cái gì trên cái võng á. Cái màn á. Trời ơi cái gì hôi dữ trời. Không có gì đâu. Ông sống vậy luôn á hả? Có gì trời đâu. Ơi. Vậy sao mà sống được trời? Hay đồ ăn đồ uống rồi ông ơi. Đi xin. Đi xin hả? Cái này giờ này đâu có ăn đâu. Ui này đồ ăn này. Ông nấu ăn tại tại chỗ này luôn này. Có ăn tại chỗ đây luôn á. Chứ đâu có chỗ nào nấu ăn. Ông mới khoảng 4 mấy tuổi rồi cơ. Mà đồ ăn thì ông để thối hay sao mà quá trời. Có gì ăn ấy à? Dạ. Không biết là mấy giờ ông về không biết. Nhiều khi sập tối mới về em chừng á. Sập tối mới về à? Có cái đèn pin lớn gì rồi đi sợ đường đi vô để xe đạp ngoài đó vậy. Gửi xe đạp ngoài đó rồi đi bộ vào đây, ngủ ở trong này. Ông sống ở đây khoảng bao nhiêu lâu rồi anh? Cũng mấy năm à. Mấy năm á? Lâu rồi. Vậy là theo anh biết là ông sống ở đây mấy năm rồi. Tại nãy hồi đó ở xóm. Ở xóm anh luôn hả?
Là ông đấy là nguồn gốc như nào anh biết hả? Ờ. Là ông có vợ con gì không? Có vợ con ngoài mà bây giờ không hết rồi. À, rồi có nghĩa là vợ con bỏ. Cái đó thì em không gần nữa, nhưng mà do thấy em vô đây là có mình anh. À, nhưng mà lúc trước là có vợ có con. Đúng rồi. À, là cùng xóm với anh hả? Đúng rồi. Sao lại tự nhiên lại ra đi sống kỳ cục vậy ta? Cái đó thì cái chuyện là mình không ai gần. À, mình không biết là vì sao người ta vô đây, nhưng mà chỉ biết người ta vào đây sống mấy năm ở trời trong này rồi. Đúng rồi. À. Đó là cỏ mà, này cỏ mà. Ông bên này là chắc ông tự làm. À, ông tự làm. Làm cho sạch sạch trong mỡ chuyện gì. Nhưng mà anh rõ cái bạt lên thấy có mùi hôi đúng không? Đúng rồi, nó hôi lắm. Hôi rình luôn, không biết là ông đồ ăn thối hay là không có tắm rửa gì đâu. Hay là không tắm rửa gì luôn hả? Theo như anh thì tóc tai ông có rài không? Không, cũng ngắn anh. Tóc cũng có cắt không? Ta có số người vô khi hết trọng. Ừ, rồi. Đến điện á. Nhưng mà ông có bị khùng không? Không đâu, cũng bình thường, nhưng mà có cái hơi thiếu thốn một lắm thôi. À, có nghĩa là do là ông này là giống kiểu là sống ở trong này cho nên thiếu thốn đủ thứ cho nên là chứ không có khùng, không có điên. Không có khùng điên gì hết. Ừ. Nhưng mà khoảng bao nhiêu tuổi anh nhỉ? Không, bốn mấy tuổi á. Bốn mấy hay 50? À. Rồi, có một người mà tự nhiên sống ở đây như thế này mà xung quanh không có nhà cửa gì hết. Không có nhà cửa, dòng mã không à. Mà xung quanh đây là toàn mồ mả, đường sau những cái đám. Anh đi ra sau này là sợ luôn á. Dạ dạ. Mã nhiều lắm, toàn bộ luôn. Đây là nghĩa trang mà. À. Nghĩa đi tiêu á. À. Hay là giống lẫn là mồ mả của người Hoa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À. Alo. Tại vào đây một mình không dám vô cho nên bắt đầu mới nhờ anh này dẫn vô các bạn, mà trong khi đó người đàn ông này sống khá là bí ẩn ở trong cái chòi này. Cho nên mình cũng muốn vô đây để tìm hiểu cũng như tiếp cận về cái người đàn ông này để chia sẻ cho mọi người biết. Cái này không biết là gạo hay cái gì này. Nước. Anh có biết không? Anh có biết khoảng mấy giờ ông về không? Nhiều khi 7-8 giờ, nhiều khi 6-7 giờ cũng chừng. Ờ, ông đi lung tung vậy hả? Ờ. Đấy, đi chắc xin tiền rồi mua đồ ăn rồi không có thì ông nhịn gì. À, không có thì nhịn. Trời ơi. Khá là tò mò các bạn. Nãy mình không dám vô luôn, may có anh này mình mới dám vô đó. Thôi để mình chờ ông ấy về rồi bắt đầu mình sẽ vô để tiếp cận cũng như nói chuyện tìm hiểu về cái cuộc sống của ông này cho mọi người cùng biết. Bây giờ trời cũng lá lem tối mà vào đây một mình là cực kỳ sợ luôn. Đúng rồi. Thì do đằng nãy đấy các bạn, thì mình có ghé tìm cái người đàn ông trong cái căn chòi này, nhưng mà do người đàn ông này chưa về thì bây giờ thì không biết là người đàn ông này về chưa, thì mình muốn vô lại lần nữa để xem người đàn ông này về chưa để tiếp cận cũng như chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cứ đi vô đi. Chị đi trước đi. Mùi. Biết là chú này về chưa? Chưa. Không có đi xe đạp đúng không? Chị gọi thử. Biết tên chú không? Chị biết tên chú không? Chị gọi đi. Chị Xíu ơi. Chị vạch cái bạt lên cho mà thấy không? Không có. Không. Rồi. Đâu vạch lên em con. Ô, cái này đằng đấy em thấy đóng mà sao giờ mở này? Không rõ ràng là em vừa thấy nãy lúc em vô là cái này đóng này. Có này. Em có ở gần đây không? Không, đi rồi. Không, đằng nãy em thấy rõ ràng. À đây đây. Đi rồi. Không có đây hả? Có xe đẹp. Đâu. Ông về là có xe đạp. Không, xe đạp để ngoài kia. Đôi dép này. Đôi dép mà đi đâu? Đôi dép mới này, không biết có lội đi đâu bắt cá không? Không. Có tay à? Hử? Có tay. Gì? Đi xe đạp này. Đi đâu rồi á? Nếu vậy để từ từ đi, mình chờ xíu chú về xem rồi mình tiếp cận sau. Lâu lắm hả? Là chú này ở đây lâu chưa chị? Ở đây mấy năm rồi. Mấy năm rồi? Ở trước chị luôn hả? Ở chú khoảng bao nhiêu tuổi? Ở đây tầm cỡ 5 năm rồi. 5 năm rồi hả? Dạ. À, mà có biết lý do vì sao chú ra đây không? Ừ, cũng buồn chuyện gia đình ấy. À, buồn chuyện gia đình, giống kiểu thất tình ấy đúng không? Ừ. Thất tình cho nên là vào đây ở đúng không? Dạ. Người đàn ông này khá là bí ẩn ha, để mình chờ xem người đàn ông này về để chia sẻ cho mọi người cũng biết. Chú ơi, chú ở trong đó hả? Con đi giúp đỡ mấy người khó khăn á. Đến ghé nhà chú chơi xíu được không? Con có trong mấy chúng mấy người già già tao còn sách trong nước nổi. Sách nổi mà tay chân đấy. Nói chung là chỉ ghé nói chuyện chơi rồi biếu chú ít tiền thôi. Thấy rụng má còn nhúc hết được mà
Nhất chị mình thấy chú ở trong đó cũng hơi ấy á. Thế nhớ ghé vô thăm chú chút xíu ngồi nói chuyện thôi, không có gì cả. Dạ? Ý là thấy có hoàn cảnh của chú trong đó thấy cũng ấy, trên này con ghé vào con thăm xíu được không? Ghé chứ đủ. Dạ, vào chơi trò chuyện với chú thôi ha. Dạ. Dạ. Cái này mình xách nước à chú? Xách máy đâu vậy? Xách máy đâu vậy? À. Trời ơi, phải đi xách nước xa chứ trời. À, có nghĩa là chấp nhận à, chấp nhận số phận đúng không? Chấp nhận khổ vậy đó. Dạ. Một bên trắng chân, bên tao thui đụng má mà ở bên tao thui. Có nghĩa là gọi là giống kiểu là một bên trắng một bên đen đấy đúng không? Rồi. Mình muốn chọn bên trắng nhưng mà nó vẫn đen tới mù à. Ờ, thấy chú vay xách nước xa quá. Nay chú không đi ra ngoài hả? À, tính kiếm gì ăn hả? Còn tiền ăn không? Còn đồng bạc hả? À, có nghĩa là lúc trước là có người giống kiểu là vô đây à, rồi cho mình có ít tiền ra vào đúng không? À. Còn bây giờ thì vẫn que. Dạ. Ủa còn công an bắt chơi giết cho tiền nó đi đâu chứ này. Thằng nào chịu nổi thì trốn một lần. Cái tay chú bị làm sao rồi chú? Bị tai nạn ở trên thành phố. À. Vậy là ngày xưa là chú sống ở trên thành phố hả? Không, sống ở đây nè. À, con tưởng. Con tưởng chú lên thành phố sống ở trên đó chứ. Đi với bạn nó rủ đi chơi á. À. À, có nghĩa là mình đi chơi thôi đúng không? Ừ, rồi ngồi sao đụng má tên tới đó, ngồi làm gầm từ dưới đây lên tới đó đụng má rồi bị nằm trong chợ gãy không hay luôn. À, có nghĩa là tới lúc mình tỉnh dậy thì mình thấy nằm trong trong bệnh viện rồi đúng không? Gặp mấy bài tá đầu tiên 7:06 rồi đụng má sẵn đi trốn về. Là cái chỗ này là chỗ mình ở đây. Ờ. Chú sống ở đây được bao nhiêu năm rồi chú? 3-4 năm gì đó. 3-4 năm rồi hả? Ừ. À. Rồi lúc trước mình ở đâu? Chứ ở ngang hồ nước ngọt luôn á. À, ngang hồ nước ngọt đó, mình qua chỗ này mình kiếm cái ghế gì mình ngồi đây con hỏi thăm chút xíu được không? Thôi mất công không mày ơi. Ừ? Má tao thấy cũng không có nói gì đâu má. Chưa chừng nào le lưỡi rồi mới cằn mày đụng má, bây giờ tao cũng còn khỏe. Nhưng mà giờ chú ở sống ở đây thì chú làm cái gì? Cũng đi vòng vòng kiếm cái gì đó. Hồi lúc trước còn đi bắt nhái bắt gì đụng má, còn cái tay gì sao kiếm củi luôn. Có nghĩa là lầm lúc người ta kiếm kiếm cây thuốc á, kiếm người ta cho tiền. À, có nghĩa là chú kiếm cây thuốc xong bắt đầu là cho đưa người ta là người ta cho tiền chú xài. Cần cái gì đó. Ừ. Ừ. Cái này con nhìn giống mới quá vậy? Thì mới đây là 3 tháng mấy. À, mới 3 tháng mấy. À, có nghĩa là mới đi lên Sài Gòn chơi. À. Chứ hồi lúc trước còn hai tay khỏe. Dạ dạ, còn hai tay là khỏe đúng không? Ừ. Chú cho con hỏi thăm chú tên gì được không? Thôi mà mất công rồi, tao cũng chú hai hay chú ba gì được rồi? Chiều 7 rồi. Chú 7 à. Mất công rồi. Chú 7 năm nay được 50 chưa? 50 mấy rồi đó. 5 mấy rồi hả? Ừ. Giờ hồi đó cũng khoái đá banh, còn thể thao rồi cũng khỏe lắm. À, lúc trước là mình cũng mê thể thao cho nên là người nó cũng có sức. Bên khác bên đây nè. À. Chào anh, bán vé số vào tận trong đây là hả? Ờ, mày cũng bạn nè. À, bạn của anh hả? Nó cũng hồi đó cũng đông vô nó cũng kiếm ngày cũng được 10 mấy 20 vé được, bây giờ tụi nó vắng hết trơn. À, có nghĩa là lúc trước là vào đây là bán vé số vẫn có người ủng hộ đúng không? Ừ. Bây giờ mấy ảnh phơi thay gì vậy? Chú 7 là quê gốc mình ở đây luôn chú 7? Ờ, ở đây chứ. À, quê gốc ở đây mà mình vợ con thứ đâu hết rồi? Chắc cũng mình sao rồi đụng má, mình chấp nhận mà tự nhiên chơi dán bài đụng má đỏ đen. À, có nghĩa là giống là mình mình thi dụ má gom cái gì vô đụng má xong rồi cái nó thấy mình không còn cái gì nó kêu đụng má bà già nó lên ly dị. À, vô cúp đất cúp nhà vậy đó đụng má nghe cay mà cười ra nó mắt mày. À, gửi mày vậy là tính ra tính ra đau quá mày. Tính ra cuộc đời của chú cũng lận đận quá ha. Không có, tại chắc mình sao nó thấy cái khuyết trước mắt á, đụng má nó chơi con đường đó đó. Ừ. Vậy là giống kiểu là khi mà mình xa cơ lỡ bước cái bắt đầu vợ xa cơ lỡ bước cái bắt đầu vợ nó mới kêu gia đình nó lên ly dị luôn hả?
Kêu bà già nó nói mà đụ má sao ông già sao lưng đập đầu mình á. Già vợ. Tự nhiên ông có ở với bả mà bà kêu ly dị đụ má sao ông đứng sau lưng đập đầu mình á. Rõ ràng không đụ má đâu có gì ở với bả đâu, ở với con bả mà bà kêu ly dị đi, ly dị đi. À ý là bả lên bà kêu ly dị đi nhưng mà người ta nghe má tao không sẵn mày. Người ta nghe không hiểu, người ta bảo là sao mày lấy ly dị bà đó. Đập đầu tao chết luôn. Đây con ổng chứ. Đụ má mà kêu bả ngồi kêu ly dị bả thấy cái tô với cái muỗng đụ má gì nó, cái tô muỗng. Mà tao dọn mười mấy khúc ba gác, một khúc ở Khai Đen này nè, đem vô trong đó một khúc 150, xe lăn bánh là tao tốn 150, 17 khúc, tài sản gì trên xe ba gác tao muốn chở vô mà, tao không cần thiết mà 17 khúc ba gác tao cũng đau mày, cũng mà tính ra nhiều tiền rồi. Bảy khúc có bèo bèo cũng phải 17 khúc, một khúc 150, cứ xe lăn bánh là 150, trong vòng 10 phường thì nó lấy 150, mà qua khỏi rau cái huyện nó lấy hơn nữa, mắt tao đau mày. Nhưng mà có con chưa chú? Có đứa con gái tội nghiệp cũng dễ thương. Con gái giờ mình lớn rồi nha. Sẵn sau này nó xuống vuốt lá măng keo mà đụ má gai đâm nó không biết đau luôn á. Coi như nó đau lòng á, cũng đau. Đau lòng. Đau lòng khổ tâm. Mà nó không nói được. Đụ má còn nít mà nó vậy đó, nó vuốt lá măng keo nghe nói nó vuốt lá măng keo. Bây giờ chắc lớn rồi chú ha. Cũng lớn rồi, lớp 7 rồi. Ồ mới lớp 7 thôi hả? Rồi có hay thăm con thăm gái gì không? Đụ má vô là tao đi cái đầu chổng cái đít lên trời mà cái đầu dưới đất tao chịu cảnh đó mày. Tại ngang ngược cỡ đó mày vô mày không có cảm giác nào mà đi ra nổi nữa. Mày thấy khi không vậy là như vậy đụ má sao ông già vợ đập đầu luôn á. Có nghĩa là con mình thì ở cùng với vợ nhưng mà mình thì lại không muốn mà qua bên đó là vì là phải gặp gia đình bên vợ đúng không? Nó ngang ngược kiểu đó mình đâu có chịu mày. Hồi nhỏ nhỏ đụ má coi phim cũng thấy ra theo gia chánh theo cái phản diện đụ má chánh cái ác. Vô đó đụ má nó nói cái tàn là cái chuyện gì mình không có cái dám làm, không muốn làm, không có nghĩ tới mà nó nói mình đặc điều như vậy luôn rồi. Mày vô trong đó mày bị chết nữa. Má một lần tao cười ra nó mắt nó mày tao giấy chạy đánh luôn á. Đêm mưa lâm râm nó đứng cái cây cột đèn mà bà nói của bà luôn. Đụ má tao hỏi ông tính hỏi ông giám đốc điện lực Quỳnh Minh Hải hỏi đụ má cục đèn của bà cái gì mà. Ông nói của nhà nước tôi là giám đốc tôi còn chưa chắc đụng má của tôi nữa. Thì chú ngủ đây là mưa gió thì sao chú? Trên hết bảo số 7 số 8. Có nghĩa là kiểu có nghĩa là kiểu gì mình cũng ấy hả? Tại mình chấp nhận mà. Kiểu gì mình cũng ví dụ má nó dắt chiều mà đốt nhang chưa kịp đốt ba cây nhang nó đụng má mà vuốt không. Mấy ông vô đó gà luôn chứ. Hình như là muỗi mỏng cái thứ nó cắn chú quá trời luôn kìa. Dắt luôn. Dắt luôn hả? Dắt. Trong này có vắt luôn hả? Mấy mưa dập dập lại gắn lục nó chui vô trong nó đụng má nó có te te trong trời tao chui ra chui vô lùm máng cổ tao. Năm. Nó dính vô cùng cổ tao nè. Gắn lục. Vậy là cái xô này là đựng nước uống hay gì vậy chú? Cái xô đó tao bị tao mặn cá mà ngấm mà tụi tao làm biến quá tao bỏ đó. Có nghĩa là làm khô luôn à. Thúi vậy đó. Có nghĩa là giống chú đi bắt cá về là chú bỏ đấy để ăn dần đấy đúng không? Nhưng bây giờ cái tay này khó làm, hồi đó còn bắt nhái ăn cũng ngon, đụng mà bây giờ hết lọc da nó được. Trong khi đó thì bây giờ có cần mua cái tấm bạt hay cái gì để mà mình che lên đây không? Hết mưa rồi đó, chừng đầu mưa sao. Nhưng mà sắp tới mùa mưa rồi đó. Không đâu, mới đây con, còn gần 5-6 tháng nữa. Dạ. Hết hè mới tới tháng 5. Có nghĩa là giờ hiện tại bây giờ nó đang là hết mùa mưa cho nên mình sống cũng được đúng không? Không biết qua tới đó không nữa. Phải lạc quan chứ. Không có mày. Có rồi đốt cũng vậy đó. Mà tao thấy người ăn no ngủ tới sáng là đủ. Không biết gì là thiếu nhất qua Khai Đen ăn thịt nè. Thiêu tốn nhiêu củi đâu. Rồi ra ngã tư trong đinh rượu má. Nhưng mình còn anh em gì không chú? Cũng còn mà người ta chắc cũng vậy luôn rồi. Thấy mình vậy chắc người ta cũng chán. Kêu anh em trong nhà thấy mình sống như vậy kiểu cũng không không. Đụng má lụm tao người thân đau mày ơi. 4 năm là 4 người đó. Sao lại lụm? Tiên bà già, tới thằng cháu, tới ông bà chị, tới ông anh. Chết á. Mà tao muốn chết không được. Đụng má. Sao mà vậy? Sao lại nghĩ vậy? Bây giờ như vậy mà tự dẫn nó không tự dẫn cho mày. Tự giặt yếu hèn lắm. Người mà đụng má sống sinh ra là phải ngẩng cao đầu đúng không? Mình không chết được sao cho xứng chứ. Chứ mà đụng má thì tự dặn tìm cái chết rồi. Về lúc trước là chú cũng có một gia đình hạnh phúc, cũng có một mái nhà đúng không, có con có vợ đúng không? Nhưng mà do mình xa cơ lỡ bước thì bắt đầu vợ mới chối bỏ mình. Xa đọ đó mày, xa cơ không rồi lỡ bước một cái rồi xa đọ một cái. Xa đọa xa đọa luôn hả? Xa đọa là xa đọa cái gì chú? Cũng ma túy mà. Cũng có gọi là chơi mà đụng má sinh ra là mình không muốn vậy đâu mày. Dạ. Chú cho con xem cái trò một chút xíu ha. Thôi khỏi đâu mày, mất công mà. Hả? Má tao không có muốn vậy mày. Con đứng ngoài thôi. Mà đứng ngoài vậy đâu được rồi vậy. Dạ vâng. Là lần đầu tiên tao tiếp. Nếu vậy là cũng gọi là cũng may mắn đúng không? Có duyên với chú đúng không? Tại tao thấy mày đứng xa xa nhìn tao không biết được ai tỉnh với mày. Tao cũng đang chạy kè mới
À, gọi là mới ngủ dậy đúng không? Gọi là chú mới ngủ dậy. Ừ, tao mua vô cái nước của mặt tao còn cái tre. À. Rồi tao còn đứng được mái rồi, không còn anh em lâu lâu cũng nhắc dùng đỡ. Chứ dùng lo... Cái chòi của chú này các bạn, trong cái này thiệt sự là đứng gần là cái mùi nó không thể chịu nổi. Bởi vì đồ ăn đồ uống là chú ném tại chỗ luôn. Sống ở gốc cây như vậy là 3-4 năm trời. Ngày xưa con nghe nói là chỗ này là cỏ nhiều lắm đúng không chú? À, có nghĩa là cỏ rác các thứ nó nhiều. Rồi người ta em ra chai nó vô người ta đốt lum dơ dơ. Thì ở đáy chim chích rồi nhóc. À. Người ta vô ta cũng dọn nó đi bớt. Dạ dạ. Má tao nói tụi mày chích nhai kim luôn cho nó ngon đụ má chứ chích mà dục kim nhiễm không tụi mày chắc nhiễm đụ má chúng mấy người khác con nít rồi tội nghiệp người ta. À cái án tử mà kêu treo đau lắm mày. Ừ. Nhiễm nó phải chờ chết thôi mà rồi mới kêu treo. Vậy là chú chỉ ngủ trên võng thôi đúng không chú? Ờ ngủ võng đó. À thấy chú cũng sống ở đây có vẻ cũng hơi thiếu thốn đủ thứ, nước phải đi sách xa. Phải thiếu mà mày, đụ má có một mình một coi nữa. Nước sách xa. Con trai như con mẹ như này đây, chú có nhạc chế, chú có nhạc chế hay là cái gì không? Không có đâu. Mấy cái gì nó trước mắt không. Ừ. Chứ mày sau này mày đừng có nghe ai hứa ngày mai ngày mốt nha. Dạ. Mấy người đó sai sai không? À. Đâu, xé lịch nát luôn đồ má không phải ngày mai ngày mốt. Cái này nếu như mà có một cái tấm bạt mà lành ấy chú, phủ từ đây qua đây là cái gì là ấm cúng rồi. Ờ, à, nhưng mà cũng có anh em cho mà cũng thôi vậy mày cụ người đắc của người ta mày che kiên cố mày bị đuổi đi. À có nghĩa là mình không che kiên cố được bởi vì đây là đất của người ta. Đấy, như các bạn nhìn thấy thì sau khi chờ đợi thì mình gặp được người đàn ông này sống ở trong này, nhưng mà do người đàn ông này cũng hình như cũng có một cái chút gì đó gọi là giống kiểu là xa đọa đó, cho nên là bây giờ cái cuộc sống là phải cho vị vợ con chối bỏ, cho nên bắt đầu là mới ra ngoài đây sinh sống 4 năm này. Vậy ở đây chính xác là 4 năm này chú. Ừ. À người ta ra ăn là người ta không lấy tiền hả? Ừ. Nhiều khi mua nước đá 2.000 chưa đưa 2.000 nữa người ta nhét 20.000 bình đá. À vậy hả? Cà phê mua tao còn tiền nha, tao ép là 20.000 nữa. À. Nó thiệt, tại tao để người ta nhắc chừng cho người ta nhớ đụng má là ông tốt gì. Mà tao như có nghĩa là có nghĩa là mặc dù là chú sống ở đây nhưng mà ra đường là ai cũng thương, ai cũng quý đúng không? Chứ không phải là mình sống tầm bậy tầm bạ để đúng cho người ta đó, ghét đúng không? Mày hiểu được cái ý tao đúng này không? Tao không có quậy quạng, đúng tao rồi. Trộm cắp ai. Có mình làm gì mình làm nhưng mà mình không có quậy quạng gì ai hết. Cho nên là người ta cũng quý mình. Cho nên đường tôi thấy cái cây ngoài kia đó chỗ cái quán chú Đồng mới dọn á. Dạ. Băng đêm á đụng má nguyên cây gòn nó ngã ngang á. Ừ. Kiến nẻ kiến vàng ông bằng gì đó đụng má tao phải. Có nghĩa là mình dọn dẹp để cho. Ờ, dọn cho nó khỏi vướng của người đi tập thể dục á, ban đêm đi xe đạp á đụng má tao cán lên tao té. Mình sợ người ta ló may người ta bị cái gì đúng không? Không chừng hồi mình đi vô mình quên mình đụng nữa không chừng. Ừ. Tính ra mình sống cũng có tâm. Không có cái đó là tôi nghĩ nhiều khi cho tôi khỏi cho lo cho ai nhưng mà tôi chưa thấy trước mắt tôi với mấy người già tập thể dục á. À. Mình cán lên đó rồi đụng má lộn mèo cái là nằm. Không có đó rõ ràng á. Dạ dạ dạ. Cái nhánh tàu dừa khô cũng vậy nó rớt giữa đường tôi cũng phải lo vô. À. Nhiều khi mình hồi mình quên sao đụng má đi mình xe đạp đâu có đèn đâu. À. Lo vô trước mắt. Ừ. Trước mắt là mình đi. Dạ dạ. Rồi tới người khác đó, tiếp theo có ông thổ địa biết à. Dạ dạ. Chứ đụng má đâu có biết được lầm đầu vô cái tàu dừa đó mình thấy lộn mèo đâu. Ở đây là có ai vào thăm vào nom chú không? Cũng lâu lâu có anh em vô thăm. Lâu lâu giống cái anh em mình sống ở đây lâu cho nên anh em cũng quen biết đúng không? Biết á. Cho nên là cũng muốn đi ngang qua thì. Nhỏ tới lớn ở đây không à, ai cũng mến. À. Phá là không có phá, chứ quậy hoàng sống riêng là không có. Ai buôn bán là gặp mấy ông quậy hoàng là mất tôi. Vậy là mình chia tay vợ được bao nhiêu năm rồi chú? Cũng cỡ khoảng thời gian đó, 4-5 năm nay á. 4-5 năm, từ lúc mà chia tay vợ mới ra đây ở. Đúng à, mới vào trong cái chòi này để ở. Rồi về gia đình cũng vậy, rồi má bà chị bán nhà mà không biết bà già mình gần đi đâu, bả rồi về quê bả không mà biết ông bà rồi, dắt bả đi. Rồi bây giờ cha mẹ mình là bây giờ sống ở đâu? Bên đây luôn nè. Mình có hay về? Có hay về thăm? Chết à. À. Vậy tại vậy sao lưng tưng á? Có nghĩa là cha mẹ mất rồi chứ bây giờ lớn nhất ở tỉnh mình á. À là có nghĩa là cha mẹ đang sống ở đây rồi. Lâu lâu là vô thăm cháu rồi ông hai ông anh rể bà chị rồi thiếu ông anh mới mất rồi có nói 4 năm nào lấy 4 người thân đó. À đau mày đau đúng không? Ừ. Nói chung là phải chia cảnh phải phải chứng kiến cái cảnh mà phân ly tử biệt
đúng rồi. Mà nghe ba tiếng trống đụng má Hạ Nguyệt hoài, bữa nào tao đạp thằng Quýnh Bính trống nó đọt xuống hố trước đó. Má nghe chăm mày, tiếng thứ ba không muốn nghe mà phải gắn tai nghe mày sai sai mà tao gắn nghe tiếng thứ ba. Quýnh cái tùng hơi lớn, cái tiếng thứ hai tùng tùng nhỏ. Tùng cắt. Cái tiếng thứ ba không có, quýnh ba nhịp nhỏ xíu à, để con để mấy người đi chôn á, cần chuẩn bị Hạ Nguyệt làm người tề người thân khóc á. Cái tùng vừa vừa, cái tùng khoảng cách xa lắm mới là quýnh đến tiếng thứ ba, khoảng cách thêm xa nữa. Quýnh cái tùng nhỏ xíu mà gắn nghe là người thân khóc. Ù rồi bỏ cái hàng xuống đó. Bỏ cái hàng xuống xuống với cái mệt á. Đầu chọi đất xuống là thôi chú Bảy ơi, hôm nay thì con đi ngang qua đây, nói chung là cũng có duyên gặp chú ở đây. Ta cũng thấy mày chứ, mấy ông kia vô, hai ông cũng có mang hiệu gì tùm lum như tao ra chứ. Vậy hả, vậy là nói chung là lần chú... này lần thứ ba là mày được nói chuyện với tao đó. Vậy là chúng ta có duyên với chú Bảy lắm rồi, mới mới được ba lần rồi đó. Ba lần rồi, trước là mấy ông kia chạy xem ra vô tới đây luôn mà. Rồi cùng ta cũng bỏ đi ra đâu, tao không nói gì chứ. Quay lắm rồi. Vậy là có duyên gặp chú Bảy hôm nay thì con cũng có một xíu quà biếu cho chú Bảy để gọi là mua ít đồ ăn hay cái gì đó thì tùy rồi, chú rồi, ha. Rồi, cảm ơn. Đây con tặng chú Bảy rồi. Nha. Rồi cảm ơn. Rồi nếu mà có dịp nào thì con ghé con thăm chú Bảy ha. Rồi. Thỉnh thoảng có đi ngang. Dạ. Dạ ok chú Bảy nha. Mày cũng duyên ba lần rồi đó. Dạ. Mày lần thứ ba đó. Vậy là phải có duyên lắm mới được gặp đúng không? Chứ tao không chịu nói chuyện mày, tao không biết nói gì nữa. Ý là chỉ là trò chuyện xem cái cuộc sống mình như thế nào, xem có giúp đỡ được cái gì hay không thôi. Mà tao thấy còn sách thân ước vô mày xa vậy là có nghĩa là chú Bảy đang giờ đang muốn là giống kiểu mình đang còn làm được, đúng đang rồi. Còn tay chân đúng không, đang còn tự sống được, cho nên không muốn nhờ vả gì đến ai. Cho nên là thằng thiết thì cũng có mì một hai thứ thuốc thôi. Vậy là quý rồi đúng không? Quý đó mày. Thôi vậy đau đó mày, mua bệnh 2.000 đá chưa đưa 2.000 nó nhét 20.000 trong bình nó đá đụng má tao liếng rồi ơi. Có nghĩa là mình cảm thấy mình giống như là mình đi mua nhưng mà người ta không có lấy tiền mà người ta lại cho ngược lại tiền mình. Cho nên mình cảm giác trong lòng mình có vẻ có một cái gì đó nó hơi xúc động đúng không? Tao mà còn tiền dư tiền nghe là tao ép tao 20.000 với chúng mình vậy đó. Ép cứng luôn. Có nghĩa ép để làm kỷ niệm đúng không? Rồi sau này nhắc ông má ông đó không tốt với tao vậy đó. Mà tao bán cây nước đá không biết lời được 20.000 mà tao nhét 20.000 vô tao mà đau. Nói chung là xã hội bây giờ cũng còn nhiều người tốt hay chú Bảy ha. Mà mình như thế nào rồi nha, như em đã xác nhận đó, sống sao đó người ta mới giờ. Có nghĩa là mình sống ở đây cũng đàng hoàng cho nên người ta mới quý, người ta mới giúp không mình. Trộm cắp quậy phá vậy chứ. Đúng rồi, người ta lừa đảo. Người ta quý thì người ta mới giúp đúng không? Thôi vậy hẹn chú Bảy vào dịp khác nha. Rồi cảm ơn. Dạ, rồi bye bye chú Bảy ha. Ta đi vệ sinh cái đầu. Dạ. Thôi bây giờ mình ghé thăm và cũng chờ đợi và tiếp cận được người đàn ông sống ở trong cái căn chòi ở giữa cái rừng cây này các bạn. Thì theo như tìm hiểu thì chú này kiểu lúc trước cũng có một cái gì đó cho nên là vợ con mới bỏ, cho nên giờ mới sống cô độc ở trong đây. Thì mình đi ngang và mình cũng chia sẻ cho mọi người biết. Bây giờ mình cũng xin dừng cái video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một cái clip sau nha.